Hôm qua, Intel bất ngờ bổ nhiệm Trần Lập Vũ 65 tuổi làm CEO, gây chấn động ngành công nghiệp. Ngay sau khi tin tức được công bố, cổ phiếu Intel đã tăng hơn 10% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Nhưng vị CEO gián tiếp quản củ khoai nóng này là ai? Trần Lập Vũ sinh ra trong một gia đình người Hoa tại Malaysia, năm 16 tuổi. Ông thi đỗ Đại học Công nghệ Nanyang Singapore. Sau đó, ông lấy bằng thạc sĩ ngành kỹ thuật hạt nhân tại MIT và bằng MBA tại Đại học San Francisco. Năm 2009, ông tiếp quản Cadence, một trong những gã khổng lồ trong lĩnh vực tự động hóa thiết kế điện tử. Với loạt chiến lược táo bạo, ông đã giúp Cadence tăng gấp đôi doanh thu và đẩy giá cổ phiếu tăng vọt tới 3.200%. Tuy nhiên, điều khiến Trần Lập Vũ thực sự được tôn sùng là vai trò của ông trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm. Ông được mệnh danh là giáo phụ của ngành đầu tư chip. Năm 1987, Trần Lập Vũ thành lập công ty đầu tư mạo hiểm Guardian International, rót vốn vào hàng loạt doanh nghiệp bán dẫn Trung Quốc như Atmic, Emic, GigaDevice và VG Silicon. Vốn đầu tư của ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trên bản đồ ngành bán dẫn Trung Quốc. Khi Atmic niêm yết trên sàn Sở Ta Market Trung Quốc, ông từng viết rằng nghệ thuật đầu tư nằm ở khả năng nhìn thấy trước. Ông so sánh việc đầu tư như điêu khắc, giúp giải phóng con sư tử khỏi tảng đá cầm thạch, ám chỉ việc khai phá tiềm năng của những doanh nghiệp bán dẫn non trẻ. Ngay sau khi được bổ nhiệm, Trần Lập Vũ đã gửi thư đến toàn thể nhân viên Intel, bày tỏ niềm tin vào khả năng xoay chuyển tình thế của công ty. Nhưng liệu ông có thể đưa Intel thoát khỏi vũng lầy hiện tại hay không, điều đó vẫn còn là một ẩn số.